Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày rất là vui và đặc biệt khi Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Công đoàn Báo Thanh tra tổ chức một chuyến thiện nguyện trao gửi yêu thương lên đến với thôn Làng Vùa 2, xã Tùa Thàng của huyện Tùa Chùa. Ở nơi đây đang có 5 ngôi trường thuộc các cấp học mầm non, tiểu học và cấp 1. Dịp này thì đoàn công tác sẽ trao một số đồ dùng học tập sinh hoạt cho các em trị giá trên 300 triệu đồng. Hôm nay, cô và trò trường mầm non Tùa Thàng số 1, xã Tùa Thàng, huyện Tùa Chùa, súng xính váy áo đẹp đến trường từ sáng sớm để tham gia chương trình thiện nguyện trao gửi yêu thương. Dù lần đầu được gặp các cô, các bác của đoàn thiện nguyện, nhưng cô và trò ở đây cảm thấy như người thân lâu ngày trở về. Những cái bắt tay nồng ấm, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt trẻ thơ khiến cho buổi lễ trao quà từ thiện càng thêm ấm áp, xúc động. Cô giáo Lò Thị Thơm đã nhiều năm cắm bản, nhưng đây là lần đầu được nhận những món quà thiện nguyện hết sức có ý nghĩa. Đối với em, bản thân em được đón đoàn từ thiện đến với đơn vị trường của chúng em thì cảm xúc của em rất là phấn khởi và rất là vui mừng ạ. Và em không diễn tả được cảm xúc của mình và em không biết nói gì hơn. Thay mặt cho các cháu ở trong đơn vị trường mầm non của em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm cũng như là chia sẻ khó khăn đối với đơn vị trường chúng em ạ. Thay mặt bà con xã Tùa Thàng, chúng tôi vô cùng xúc động với nghĩa cử cao đẹp. Có thể nói đây là một cái nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của các đồng chí Thanh tra Chính phủ cũng như là báo Thanh tra Chính phủ và các nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm, và đặc biệt đó chính là Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng như Thanh tra huyện Tùa Chùa là cầu nối để tiếp nối tình yêu thương từ các đồng chí Thanh tra Chính phủ cũng như là báo Thanh tra đến bà con nhân dân xã Tùa Thàng. Chương trình thiện nguyện trao gửi yêu thương do Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Báo Thanh tra tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Chương trình nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp nhà hảo tâm để giúp đỡ 5 điểm trường gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, mua sắm các đồ dùng thiết yếu, sinh hoạt, thiết bị dạy học gồm máy vi tính, áo ấm, chăn màn, sữa, khay, bát với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Tại buổi lễ, đại diện Công đoàn Báo còn ủng hộ Quỹ Khuyến học của tỉnh Điện Biên và trao quà cho các gia đình trong xã Tùa Thàng gặp hoàn cảnh khó khăn. Đây là nghĩa cử cao đẹp, việc làm thường xuyên của Công đoàn Thanh tra Chính phủ và Công đoàn Báo Thanh tra. Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi cả nước đang hưởng ứng phong trào, cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Năm nay nó có một cái sự kiện rất đặc biệt. Đó là cả nước chúng ta hưởng ứng cái lời kêu gọi phát động của Thủ tướng Chính phủ, cả nước chung tay vì người nghèo vào cái ngày 17 tháng 10 vừa qua. Và cái tháng này cũng là cái tháng trọng điểm vì người nghèo. Công đoàn Thanh tra Chính phủ cùng với báo Thanh tra và các nhà hảo tâm chúng ta lại có một cái chuyến đi Điện Biên để rồi chúng ta cùng nhau quyên góp ủng hộ người nghèo và các cháu học sinh những cái món quà rất ý nghĩa, đó là đồ dùng học tập, thiết bị giảng dạy và các cái điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các em vùng núi, vùng sâu, vùng xa, mà đặc biệt là ở cái điểm trường, 4 điểm trường mà chúng ta đến ngày hôm nay. Và tôi mong rằng là hàng năm, không phải trong những cái đợt mà cái dịp trọng điểm này, mà thường xuyên chúng ta tiếp tục thực hiện những cái đợt quyên góp như thế này, để rồi đóng góp những cái phần công sức của mình, cái tình cảm chân thành của mình đối với đồng bào vùng dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tùa Thàng là một xã nghèo của huyện Tùa Chùa thuộc chương trình dự án 30A của Chính phủ. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đói còn cao, bà con dân tộc chiếm 95%. Nhiều điểm trường ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng học. Chính vì vậy, những chuyến thiện nguyện như thế này góp phần chung sức, đồng lòng, chăm lo đến công tác giáo dục cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn
của xã Tủa Thàng nói riêng và huyện Tủa Chùa nói chung. Ngày hôm nay thì các đồng chí cũng đã lên tận xã Tủa Thàng, là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, với những xuất quà rất là có ý nghĩa. Và với cái tinh thần tương thân tương ái như vậy thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái tấm lòng cũng như là cái tinh thần của ngành, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng sẽ động viên bà con nhân dân là phát huy tốt những cái vai trò, những cái món quà mà anh chị đã gửi tới. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mông trên đồng lúa chín, hương lúa thoang thoảng bay. Chia tay Tủa Thàng khi khói bếp bản làng quyện vào áng mây chiều vờn trên đỉnh núi. Mọi người trong chuyến thiện nguyện lòng tràn đầy niềm vui, bởi với sự quan tâm của toàn xã hội, các em nhỏ nơi đây sẽ có điều kiện học hành, trở thành những kỹ sư trên các lĩnh vực để làm chủ quê hương làng bản, để những cánh đồng 5 tấn hạt thóc chữ nặng, những giống cây trồng năng suất cao, những trang trại đủ điều kiện xuất khẩu. Có như vậy, miền núi mới có thể tiến kịp với miền xuôi, để đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.